Phong độ tệ hại, Tiến Linh bị thầy Park gạch tên, chuyên gia hay thay ủng hộ được công phượng Văn Toản lên thay. Trước thềm SEA Games 31, Tiến Linh gây bất an khi mà chưa có phong độ tốt nhất. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải hết sức lo lắng về phong độ của Tiến Linh. Ông cho rằng U23 Việt Nam nên chọn tiền đạo quá tuổi khác để thay thế chân sút Bình Dương. Trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc hôm ngày 24 tháng 4 đã mang lại những âu lo cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tiến Linh, một trong số 3 cầu thủ quá tuổi được thầy Park mang tới SEA Games 31, không có màn trình diễn tốt. Tiến Linh có 2 cú sút điểm trong trận đấu nhưng đều không chuyển hóa thành bàn thắng, mà sau đó phải nhờ tới cú vô lê của Văn Tùng, U23 Việt Nam mới chọc thủng lưới của U20 Hàn Quốc. Không thể phủ nhận tài năng Tiến Linh, nhưng vấn đề của cầu thủ quê Hải Dương, anh không có sự ổn định về mặt phong độ. Nếu như mà Tiến Linh tiếp tục thi đấu mờ nhạt tại SEA Games 31, đấy sẽ là điều hết sức đáng lo lắng. May thay, huấn luyện viên Park vẫn còn những họng súng trong tay áo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng thổ lộ rằng ông luôn có những phương án dự phòng ở các vị trí, kể cả trên hàng công. Ngoài Nguyễn Tiến Linh thì chúng ta vẫn còn Lê Xuân Tú, Hồ Thanh Minh, thậm chí là Nguyễn Hoàng Đức. Anh cũng có thể lên đá vị trí tiền đạo khi mà U23 Việt Nam cần. Tóm lại, tôi luôn có nhiều sự lựa chọn. Trong số những cái tên nói trên, Hoàng Đức có lẽ là người mang lại sự tin tưởng nhiều hơn cả. Tiền vệ của Viettel trưởng thành vượt bậc trong những giai đoạn gần đây và được công nhận là giải thưởng Quả Bóng Vàng 2021. Hoàng Đức là mẫu cầu thủ toàn diện và có khả năng dứt điểm rất tốt. Cách đây 3 năm, Hoàng Đức để lại dấu ấn với cú sút xa thành bàn giúp cho U22 Việt Nam đánh bại Indonesia tại vòng bảng SEA Games 30. Ngược lại với thời gian vào mùa bóng 2018, thời điểm Viettel còn chơi ở hạng nhất, Hoàng Đức được bố trí đá tiền đạo cắm trong giai đoạn lượt về. Anh thể hiện những phẩm chất của một cây săn bàn thắng thực thụ khi mà ghi tới 9 bàn thắng, trong đó có một pha đánh đầu tung lưới Bình Định ở vòng 17, góp phần giúp Viettel chính thức thăng hạng. Chính vì thế mà ông Park có lý khi mà nói về đưa ra những giải pháp đưa Hoàng Đức lên đá tiền đạo. Ngoài Hoàng Đức, Hùng Dũng cũng có thể là một nguồn cung cấp bàn thắng cho U23 Việt Nam. Anh có những pha xâm nhập vòng cấm và chớp cơ hội rất nhanh để ghi bàn. Đã rất nhiều lần tại câu lạc bộ Hà Nội, người ta nhìn thấy hình ảnh Hùng Dũng lập công theo cách đó. Ngoài ra, Hùng Dũng cũng có thể là xé lưới đối thủ từ những pha dứt điểm tuyến 2, giống như là chung kết SEA Games 30. Về phần Tiến Linh, huấn luyện viên Park thì vẫn đang hy vọng anh sớm lấy lại được hình ảnh của một sát thủ. Nhưng cũng phải nói rằng việc lên kế hoạch với những họng súng trường tay áo chẳng bao giờ là thừa. Với tư cách là nhà đương kim vô địch SEA Games, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ đối mặt với những đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ ở kỳ đại hội tới. Và việc có được những vũ khí phòng ngự lợi hại sẽ giúp cho U23 Việt Nam đa dạng hơn và trong khâu ghi bàn. Tóm lại, càng chuẩn bị tốt bao nhiêu thì U23 Việt Nam sẽ càng tự tin bấy nhiêu khi mà bắt đầu trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng Tiến Linh không phù hợp với SEA Games. Hôm nay, nỗi lo về phong độ của Tiến Linh vẫn còn. Tôi không hiểu tại sao Tiến Linh lại chậm chân tìm lại phong độ đến thế. Đây là điều hơi khó hiểu và Tiến Linh đá thế này là một nỗi lo cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi Hoàng Đức, Hùng Dũng chơi rất tốt thì Tiến Linh lại không thể hiện được vai trò. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất là Văn Tùng chứ không phải là Tiến Linh. Tiến Linh rõ ràng có cơ hội chứ chẳng là phải không. Cậu ấy cũng là người cao lớn nhưng trong vai trò tiền đạo, mục tiêu lại không phát huy được thế mạnh. Đấy là điều đáng lo ngại. Nếu có thời gian chuẩn bị thêm, tôi nghĩ có thể huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không chọn Tiến Linh cho SEA Games 31 đâu. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định. Khi được hỏi, nếu mà không chọn Tiến Linh thì huấn luyện viên Park Hang-seo nên chọn ai quá tuổi để đá tiền đạo tại SEA Games? Ông chia sẻ là cái tên Tuấn Hải. Người chơi tốt nhất cho vị trí tiền đạo hiện tại của bóng đá Việt Nam theo tôi có thể là Tuấn Hải. Cậu ấy là phương án tốt nhất. Đầu tiên, Tuấn Hải có một thể lực tốt. Khi cần tấn công áp sát đối phương hay lùi về phòng ngự, cậu ấy đều làm rất tốt. Cậu ấy cũng rất sống sáo, chịu sút mà sút rất có uy lực. Cậu ấy là mẫu tiền đạo rất cần cho U23 Việt Nam lúc này. Những trận đấu vừa qua, xem Tuấn Hải đá trên đội tuyển quốc gia thì đều thấy rất hiệu quả, có phong độ cao, ổn định. Tôi nghĩ hiện tại Tuấn Hải đã tốt hơn Tiến Linh. Về vấn đề lớn của U23 Việt Nam khi mà Tiến Linh sa sút phong độ, những đàn em khác trên hàng công cũng không nổi bật. Ngoài Tiến Linh, tôi vẫn thấy lo lắng với hàng tiền đạo chung của U23 Việt Nam. Kể cả Văn Tùng, cầu thủ hôm nay ghi bàn, tôi nghĩ cũng chỉ là một phút lóe sáng. Trong trận này thì tôi không nhìn thấy tiền đạo nào của chúng ta thật sự là có được những sự sáng tạo và tạo ra được những điều nguy hiểm cho đối thủ và khiến cho đối thủ phải lo lắng. Hôm nay thì ông Park đã đưa vào những tiền đạo rất tốt như là Hồ Thanh Minh, Văn Tùng. Nhưng mà màn trình diễn của họ quả thật là đáng lo ngại, ông Vũ Mạnh Hải tỏ ra lo lắng. Cựu sao của câu lạc bộ thể công hướng trận đấu với U23 Indonesia khi U23 Việt Nam mở màn tại SEA Games 31.
Tôi rất lo lắng cho trận đầu tiên ở SEA Games 31 chúng ta gặp Indonesia. Tôi chỉ mong huấn luyện viên Park sẽ có cách để khắc phục về vấn đề. Bây giờ tiền đạo của chúng ta như thế thì ông Park phải tìm phương án nào đó khác để có thể tạo áp lực khi tấn công và ghi bàn. Đây là điều mà chúng ta chờ đợi. Về lý thuyết thì người hâm mộ nhìn ra được bộ khung của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 qua trận đấu thứ hai gặp U20 Hàn Quốc. Còn có sự thay đổi nào khi mà giải đấu diễn ra hay không thì không biết trước. Nhưng về những miếng đánh của đội, liệu các cổ động viên có suy đoán được? Có thể tất cả không thỏa mãn với những gì mà đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm ở những trận đấu giao hữu vừa qua. Nhưng ở góc độ nhà cầm quân người Hàn, ông đã thành công. Thành công ở đây là dòng vàng đã chơi lưng chừng ở mức độ cần thiết, coi việc gặp U20 Hàn Quốc như là một mạn chạy đà, mang tính chất là làm nóng trước khi mà bước vào giải. Sẽ có rất nhiều đối thủ trong khu vực đang xem đội U23 của chúng ta thi đấu. Chính vì thế, dù vô tình hay hữu ý, các học trò của thầy Park không bung tỏa sức mạnh thật sự của mình. Từ đây thì không dễ gì nghiên cứu đội bóng của vị chiến lược gia 64 tuổi bằng một cái nhìn thấu đáo. Vẫn là sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, vẫn là những tình huống phối hợp ở hai biên và cắt vào trong. Song các cầu thủ thì luôn thể hiện ở mức độ vừa phải. Chỉ còn ít ngày nữa là SEA Games 31 khởi tranh, điều quan trọng đối với U23 Việt Nam là giữ được đôi chân của mình lành lặn. Tại SEA Games 31 tới, U23 Việt Nam sẽ đóng quân ở địa điểm riêng biệt, dự kiến là tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Sài Gòn Phú Thọ. Ngoài ra, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo còn được bố trí một sân tập riêng để tiện cho việc luyện tập và đảm bảo an toàn chiến thuật. Trong khi đó, 4 đội còn lại của bảng A sẽ ăn ở tại khách sạn Mường Thanh Phú Thọ. Đây đều là những khách sạn được đánh giá là có chất lượng tốt nhất tại tỉnh Phú Thọ. U23 Việt Nam vừa có 2 trận giao hữu chất lượng với U20 Hàn Quốc. Kết quả là 1 thắng 1 hòa trong kế hoạch tập dượt đội hình và đánh giá phong độ của tuyển thủ. Dự kiến là sau trận giao hữu lượt về vào tối ngày 22 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiến hành chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ của Việt Nam tham dự SEA Games 31. Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn SEA Games 31 gặp U23 Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 5 trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Sau hành trình vừa qua, một lứa cầu thủ trẻ tiềm năng vốn đang trên hành trình khẳng định giá trị gánh vác sứ mệnh lịch sử mà đàn anh để lại. Phải nhấn mạnh hai chữ tiềm năng bởi vì chúng ta vẫn đang chờ sự bùng nổ và khả năng chinh phục của họ ở SEA Games. Khi không có nhiều cơ hội để thể hiện ở đội tuyển quốc gia hay là V-League, nhiều người lo lắng về sức mạnh của U23 Việt Nam. Dù trong tay ông Park vẫn có 3 cầu thủ tài năng của đội tuyển quốc gia tăng cường, tuy nhiên, đa phần lực lượng còn lại thì vốn chưa được tạo tầm ảnh hưởng với dư luận. Tất nhiên, phải sớm thừa nhận rằng lứa cầu thủ trẻ này chưa thể sớm chen chân vào đội tuyển quốc gia, vốn đang có quá nhiều tài năng, đỉnh cao ở sự nghiệp. Họ cần một môi trường, một cú hích đủ lớn để trở thành nhân vật mới của nền bóng đá. Và biết đâu, sau SEA Games 31, bằng khát khao của bản thân và bằng tài năng thao lược của ông Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam sẽ có một lứa cầu thủ mới quen mặt hơn với dư luận. Họ sẽ dần dần thế chỗ của đàn anh hoặc chỉ ít là trở thành đội ngũ hậu bị xứng đáng ở đội tuyển quốc gia.